Hello anh chị, xin gửi lời chào của em Hoàng An đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Cơ sở 1 nhà em An đang trống rất nhiều vị trí rồi. Và anh chị có thể thấy một khoảng trống mênh mang ở đằng sau lưng em An này chị ạ. Rất là mong anh chị hãy ưu ái em An giới thiệu thật nhiều những xe đẹp dành cho em An, để em An có thể là mua được nhiều chiếc xe đẹp về phục vụ khách hàng thân yêu của em An. Rất là may mắn rằng mấy ngày vừa qua được khách hàng yêu thương ủng hộ nên là chốt xe liên tục anh chị ạ, cả hai bên cơ sở. Cơ sở gầm cao thì anh chị cũng biết là chúng em về khoảng hơn chục chiếc xe Xpander, nhưng mà cũng đã chốt đâu đó được 4 chiếc rồi. Và cơ sở gầm thấp thì bữa nay thì đã trống đi rất là nhiều xe, nhưng bên cạnh đó vẫn có những chiếc xe cứng đầu làm nâu mặc dù nó rất là đẹp. Hy vọng rằng anh chị hãy giúp em An, hãy giải ế cho em An loạt xe làm nâu. Trong video ngày hôm nay thì em An sẽ cập nhật những cái mẫu xe làm nâu và sẵn sàng bán giá không lợi nhuận anh chị nhá. Em An phải khẳng định với chị là không lợi nhuận, và em An vẫn có thể là hoàn toàn có thể xô cái giá mà em An nhập vào để cho anh chị biết được rằng lời nói của em An là thật lòng. Đấy, hy vọng rằng nó cũng sẽ không làm hết năm 2024 anh chị nhá. Chứ đến hết 2024 mà chưa bán được là cũng mệt đấy chị ạ. Mong muốn là bán những chiếc xe làm nâu ra để lấy vốn về để mình lại mua xe mới về phục vụ anh chị. Bên em thì đang trên đường về Vios G18 form mới này. Mới đi có 4 bạn hơn thôi, City Top màu trắng, form mới nữa, City Top màu trắng 19 đi hơn 5 vạn, và Vios G màu trắng luôn form mới thì đi hơn 4 vạn. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều xe đang trên đường về, hy vọng rằng 2-3 ngày nữa thì sẽ cập nhật nhiều mẫu xe. Ngày hôm nay thì cũng đã nhận cọc Mazda 320 rồi, ác chơi số sàn cũng mới nhận cọc luôn. Đây, ác chơi số sàn này mới nhận cọc lại chị này. Xe về liên tục và khách hàng cũng cọc liên tục chị ạ. Ngoài ra thì ở đây em An vẫn còn một cặp City DS đã lên kệ rồi. Hôm trước thì cũng đã cập nhật qua cho chị thì 2024 mới đi có 6.000 cây và 2022 thì đi hơn 40.000. Đấy, đây em này mới đi có 6.000 cây thôi chị này. Ngoài ra thì ở đây em An mới về một chiếc Mazda CX-3 bản Dinac 23, em này mới đi có 2.800 cây thôi, 538 triệu. Loạt Xpander nhà em An thì vẫn còn tha hồ anh chị lựa chọn nhé, cứ cái màu trắng và đi rất là ít này. Anh chị nào mà đang quan tâm về Xpander số sàn màu đen, màu trắng, màu bạc lên nhà em An chắc chắn là toàn là xe đẹp và không dịch vụ nhá. Mua được một cái lô xe mà của anh em trong công ty bất động sản thời điểm trước họ mua để cho nhân viên để chở khách hàng đi xem đất nên là cũng đi rất là ít đấy chị Trâm. Rồi quay trở lại với nội dung của video, đó là những chiếc xe làm nâu, và anh chị yêu thích mẫu nào hãy ủng hộ em An, hãy giúp em An để em An giải loạt xe làm nâu ấy chị Trâm. Chiếc này thì cũng không phải là lập lâu đâu, em này thì loanh quanh một tháng. Elantra 1.6 AT đặc biệt rất là lướt này, 14.000 km, và trên video này hôm nay thì em An xin phép tặng thuế trước bạ 100%. Con anh chị cần thương lượng giá anh chị cứ alo cho em An nhá, hứa là sẽ để làm sao mà giá yêu thương nhất cho chị. Có thể thu hồi vốn, có chiếc xe có thể là lãi mỏng một chút thôi, và có chiếc xe này em An chấp nhận có thể là bán lỗ. Đấy, chiếc này của em An đang chạy đúng 14.589 là đã tặng thuế cho chị rồi. Đấy, bản đặc biệt nhá chị nhá, 1.6 AT đặc biệt. Đây, chúng ta vào bên đây nó sẽ có cho chị như là Vios số sàn này, bản e tự động này em An cũng nhận cọc rồi nhá, e tự động 21 này nhận cọc tối muộn ngày hôm qua làm banh này. Ngoài ra em An còn một e tự động 22 và một bản G tự động 18 mới sắp về. Đây, Toyota Vios phiên bản e số sàn 2022. Chiếc này đang là 399, em An để chị 389 nhá. Xe đã lên ghế da thì nguyên bản đã lên màn hình và cam hành trình rồi. Nhờ bạn Calamen quay nội thất luôn. Đấy. Còn khoảng đâu đó gần chục mẫu xe nằm hơi lâu một chút thì em An sẽ bán giá làm sao mà hợp lý nhất cho chị để chị có thể là tiếp cận những cái sản phẩm nhà em An một cách đơn giản nhất. Đấy, bản e số sàn nha, em An còn một chiếc bản e số sàn 23 nữa, màu đen nữa, đi 15.000. Chị thích mà kiếm Vios màu đen, thú thực là Vios màu đen khá khó bán, cho nên là sau em An không dám mua số sàn màu đen nữa. Trong đây khá là khó bán Vios số sàn màu đen. Anh chị tranh thủ nhá, cũng còn đâu đó khoảng gần chục ngày nữa thôi là chúng ta sẽ hết cái thời gian mà nhà nước tặng thuế trước bạ 50%. Đây là chị mà tranh thủ đang cần mua xe thì lên em An để mua, thời điểm này giá tốt. Đây, ở đây có một chiếc Mazda 6 này, Mazda 6 2022 phiên bản 2.0 Bre, chiếc này đi đúng 33.000 nha chị nhá, 33.000 chuẩn. 699 triệu đồng. Mazda 6 nha chị nhá. Bản 2.0 Bre có gói tùy chọn cao cấp. Đấy, có như là radar này, có hắt kính này, rồi có thêm cho chị như là lệch làn này, phanh khoảng cách này, nói chung là khá nhiều option. Sedan D nhưng mà tầm giá này rất là tốt, và em An khẳng định luôn là với cái
giá này thì Aman đang bán cái giá cực kỳ tốt trên thị trường đấy. Màu đen thì Aman cũng mua được hợp lý hơn, để cho chị cái giá hợp lý. Chưa, Mazda 6 nhá, sedan D thiết kế rất là đẹp không ạ? Rộng rãi, hiện đại, trẻ trung. À, chị nào mà tài chính mà ở gần 700 mà cần kiếm chiếc sedan D ngồi đẹp này, option nó nhiều thì lấy em này cho Aman nhá. Đấy. Mazda 6 2022 2.0 Brembo. Tiếp theo, một cặp ASEAN này. Em này thì cũng làm cũng không phải là lâu nhưng mà thôi. Hôm nay để chị 450 nhá, 458 để chị 450. ASEAN phiên bản đặc biệt 2022. Chiếc này đi 59.000 km nguyên bản. Đấy, bản đặc biệt sẽ có mâm xám chì R16 và có cửa sổ trời, ghế da zin nguyên bản đấy chị ạ. Đấy, bạn camera sẽ vào trong để quay cho chị xem. Có ga tự động nữa chị ạ, ga tự động nữa. Đấy. 2022 458 để chị 450 bản đặc biệt. ASEAN tự động thì bên em đang về một chiếc màu vàng cát 2020 phiên bản ATH bản đặc biệt nữa thì giá nó loanh quanh khoảng 418 triệu thôi. Em này đặc biệt 22 nhé. Chiếc này thì km không phải là quá ít nhưng mà nó cũng không phải là nhiều. 22 thì thật ra là nếu mà so nói là đi nhiều thì cũng không đúng, nhưng mà em này thì với cái km này thì cũng không gọi là xe lướt nên là giá thì nó cũng sẽ hợp lý cho chị. Đấy. Ok, em An còn một chiếc bản đặc biệt 23 mới đi 8.500 cây thôi thì giá nó là 488, xe đang anh em mới đi chụp hình. Đây bên đây cũng chiếc này em An đang để 369 nhé, 375 để 369 này. Đấy, giá thì anh chị cứ thiện chí alo cho em An. ASEAN bản bay số sàn 2022 đi đúng 45.000 km anh chị ạ. 4.5 km thôi. Đấy. Em này thì đã lên ghế da, lên màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết cho chị rồi. Giá đang để cho chị là 369 triệu, 369 nha chị, cho chiếc cho chiếc ASEAN số sàn này 22. Ok, bản bay nha chị, bản bay số sàn thì chỉ là đèn halogen thôi. Nếu mà chị muốn kiếm số sàn bản đủ thì nhà Man đã có một chiếc số sàn bản đủ 21 màu bạc nữa chị nhá, 368 đấy. Mercedes-Benz C250 này, em xe này thì anh chị nào mà đang quan tâm, em này thì hơn tháng rồi, 2012, chiếc này thì Aman đã chia sẻ rất là nhiều. Sáng nay cũng có một chú khách điện cho Aman rất là thiện chí, nhưng mà về sau chú ấy bảo là chú muốn góp, thì thú thực là không góp được vì phải đợi 18-19 nên thì ngân hàng mới hỗ trợ. Chiếc này của Aman là C250-2012, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Em An là người đi mua chiếc xe này đúng 100.000 chuẩn, chú ấy đã bảo dưỡng đầy đủ hết rồi. Đấy, mua của một chú khách ở Thuận An, Bình Dương nhá. Kiếm những xe mà một chủ từ đầu thực sự không có nhiều đâu, rất là ít luôn. Và đặc biệt là xe đi mới 100.000 thôi. Một chiếc xe hạng sang sử dụng động cơ là 1.8. Từ cảm giác lái này, độ cách âm này, đúng không ạ? Hay là thương hiệu thì nó vẫn là cái gì đó rất là khác biệt rồi. 2012 C250 nha chị. Mercedes-Benz C250 2012. Giá em này đang để cho chị là 386 triệu đồng, 386 chị nhá. Còn một cặp K3 này, nếu có lẽ là nếu mà là màu trắng thì có lẽ là màn bán tốt hơn. Sedato thì bán hay hơn K3 và bán hơi chậm, thời điểm này bán hơi chậm. K3 màu xanh này, em này của Man thì đang đi 3.8 km, chị màu xanh 1.6 Bre, bản phiên bản 1.6 Premium 2022 nhá chị. Em này đang limit là 568 triệu đồng, 568 cho chiếc Kia K3 phiên bản 1.6 Premium 2022. Bản này thì sẽ có ghế điện, nhớ ghế và có sửa ghế, có sạc ghế, sạc không dây nha chị nhá. Đấy. Dàn lốp vẫn là theo xe luôn, dàn lốp theo xe. Đấy. Có làm mát ghế hai vị trí. 38.000. Chị em Kia K3 này, phiên bản 1.6 Premium 2022 chị nhá. Xe rất là ok luôn. Mỗi tội là vẫn chưa tìm được người yêu em thật lòng đúng không ạ? Đây là anh chị thấy không ạ? Đôi khi mua một chiếc xe về nếu mà nó bán nhanh thì mình có biên độ lãi, còn làm lâu chậm bán thì xác định là lỗ đây chị ạ. Bởi vì có thể là anh chị thu được về cái khoản tiền mặt cũng như vậy thôi, nhưng mà so với số thời gian mà anh chị bỏ ra cả mấy trăm triệu thì đồng trả lãi ngân hàng thì chị cũng biết rồi đúng không ạ? Nếu bỏ ra một số tiền khoảng hơn 500 triệu thì một tháng lãi ngân hàng đã là bao nhiêu rồi. Đấy.
Em xe này của Aman là Kia K3 phiên bản 2.0 Premium 2022, đi đúng 43.000 km nguyên bản đấy chị, 43.000 chuẩn đấy, mâm vỏ theo xe. Em này đang niêm yết là 598 triệu đồng, 598 chị ạ. Đấy. Ok. K3 bản này bản 2.0 thì khác về động cơ thôi, còn option thì cũng hoàn toàn giống với bản 1.6 chị ạ. Đấy, nó cũng giống thôi, nó không có gì thay đổi quá nhiều. 2022 nhá, 2.0 Bre đấy. Chị ưng mẫu nào cứ báo em. Đây có lẽ là video cuối cùng mà em là làm về những dòng xe mà làm lâu, thực sự là không muốn làm video một chút nào, nhưng mà với tình hiện tại thì rất là muốn là bán nhanh để làm sao mà thu hồi cái vốn về để mình làm mẹ mới anh chị ạ, làm mẹ mới. Thật ra là nhìn nhiều cũng chán đấy chị, nhìn nhiều cũng chán đấy, quay nó mất cảm xúc đúng không ạ. Ok, chiếc này đi đúng 4.3 nhé, tất cả dàn vỏ vẫn là theo xe, 598 triệu. Đây, bên đây thì em ăn, đây ạ, còn Camry này, Crew Optima, có một chiếc Camry 2011 thì may mắn là bán rồi. Thì em ăn đang còn một chiếc Camry 204 số sàn này, 238 triệu, 204 số sàn. Em ăn để chị 230 vẫn tặng thuế cho chị nhé, 2004 số sàn. Chiếc này đẹp lắm, 160.000 chuẩn nhá. Và anh chị nhìn nội thất, anh chị có thể thấy được cái độ mới của chiếc này. Tabi tablo rất là đẹp. Chủ xe đã lên ghế da, 4 lốp Michelin rồi. Và em xe này thì thật ra là cái thời điểm mà chúng em mua là chúng em đổi xe với khách hàng. Chiếc xe này cái hồi mà mua là biển 4 số luôn. Thực sự là em ăn lúc về là đã bán rồi, nhưng vì do xe này là biển 4 số chờ xưa hơi lâu, nên là lại thu lại chiếc xe này cho khách. Trả lại đủ tiền cho khách luôn. Đấy, nên nó nằm ở đây thôi, chứ còn em này thì em ăn về là em ăn cũng đã bán rồi đấy, cũng phải chia sẻ rất là thật lòng. Lên màn hình rồi, màn hình cam hành trình đầy đủ hết cho chị luôn. Ok chưa ạ? Toyota Camry số sàn 204 nhé, 238 này chị, 230. Tiếp theo ở đây thì em ăn đang có một chiếc Crew này. Đây, chiếc này thì liêm yết là 308 và hiện tại em ăn chỉ để 289 triệu thôi. Đấy, chiếc này bán lỗ luôn, xác định bán lỗ luôn nhé. Crew số tự động 17 LTZ 2017. Đấy, 2017 LTZ bản này bản tự động sẽ có giải LED định vị này, cửa sổ trời, khóa đầy đủ thông minh. Em xe cũng rất là ok, không lỗi lầm gì cả. Sơn dặm thì chắc chắn là tương đối rồi. Ok, để cho chị mức giá là 289 triệu, 289 đấy chị ạ. Hai tám chín cho chiếc treo Crew số mở động. Đây, chiếc xe cuối cùng em này thì thậm chí là em đang giảm đến 30 triệu nhá. Đây, Kia Optima 2015 nhập hàng nguyên chiếc, liêm yết là 448 triệu và hiện tại chỉ còn 418 triệu. Đó, đã đăng kiểm rồi, sổ nhập hàng 2.0 máy xăng, nhập hàng nguyên chiếc chị nhá. Em này nhà man đang là 448 và để chị 418. Nói chung là cái giá này thì không mua được ở đâu chiếc xe giá này. Nhận cọc hai lần rồi mà vẫn khách hàng vẫn không xoay được tài chính để lấy xe, đâm ra là nó lại mất duyên đến mức vậy. Nhiều lúc xe cộ cũng là cái duyên đấy chị ạ, không phải duy tâm đâu, nhưng mà nhiều chiếc xe nó mất duyên thực sự luôn. Có nhiều chiếc xe mà mới về là bán rồi. Nói thật với chị là mới về, trên đường về là bán rồi, chưa dọn xong khách đã lên bán rồi, đặt cọc rồi. Nhưng có những xe mà nó làm lay làm lắt rồi. Đấy, chuyển hết từ vị trí này đến vị trí khác. Thậm chí là nhiều anh chị theo dõi kênh thường xuyên còn biết là trước là nó nằm ở vị trí này, bữa nay em chuẩn bị cái khác. Thực thực nó là như vậy. Đấy, hay là nghề nào thì nó cũng có rủi ro, và chúng em thì cũng đã lường trước được những cái vấn đề đó rồi, nên là mình chấp nhận cái vấn đề đó. 418 triệu. Đây, chiếc xe cuối cùng mà em An sẽ cắt lỗ đó, một chiếc Vios số sàn 13. Có lẽ là do cái form và cái tầm tiền, form nó hơi xấu một chút. Cá nhân em An đánh giá nó là một cái form không đẹp. 2014 thì nó form nó đẹp hơn. Vios số sàn 2013 đây. Chiếc này thì được cái là không dịch vụ taxi nhá, xe gia đình 100%, màu vàng cát 2013 đây. Km hiện tại là 100.000, cá nhân em đánh giá nó rất là đúng chất. Liêm yết là 258, nhưng em này nếu mà chị mua em mang để 245 triệu bao rút gốc là giá cực kỳ yêu thương rồi cho chiếc
Vios số sàn 2013, màu vàng két, động cơ 1.5. Đấy. Em này thì lên áo chùm ghế này, ghế da này, đầy đủ hết cho chị rồi đấy ạ. Thiếu một cái màn hình đúng không ạ? Anh chị lên một cái màn hình cỡ đâu đó khoảng 4 triệu đi. Để màn 4 triệu là lên cho chị cái màn hình rồi. Đấy. Ok. Rồi. Anh chị thân yêu ơi, em An vừa cập nhật và gửi đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu của em An những cái mẫu xe làm lâu tại showroom. Và anh chị quan tâm và yêu thích về mẫu xe nào thì hãy lên trực tiếp sự ô tô Bình Dương nhà em An, ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Gia thành phố Gia tỉnh Bình Dương xem xe, lái thử và trải nghiệm. Một lời cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em An, và anh chị hãy giúp em An anh chị nhá. Và giờ này thì xin chào, gặp lại chị. Xin chào.